Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc đầu tuần, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Còn ở phía Nam, bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông. Cụ thể, ở miền Bắc, chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây, trời nắng sớm. Khu vực đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Các tỉnh thành còn lại nhiệt độ ở trong khoảng là từ 34 đến 36 độ. Dự báo đợt nắng nóng còn kéo dài những ngày tới, người dân chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Ở miền Trung, ngoài nhiệt lượng nhận được từ vùng thấp nóng, khu vực này còn có thêm hiệu ứng gió phơn. Vì thế hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Với 14 tỉnh thành phố miền Trung thì có tới 11 tỉnh thành, từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên là xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ là từ 35 đến 38 độ, vùng núi phía Tây có nơi còn cao hơn. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng, người dân cần chú ý đề phòng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu sự tác động của gió Tây Nam liên tục đưa mây ẩm từ vịnh Bengal vào. Vì thế trên cả hai khu vực vẫn còn có mưa. Thời gian mưa tập trung nhiều từ chiều tối cho đến đêm. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió mạnh. Trên biển, ở khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tàu thuyền hoạt động chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản.